Sau bao năm đã trở lại, một trong những người phục vụ bán nước mía siêu sạch tại địa phương phường Tam Phước, và bao nhiêu ngày tháng đã về quê cuốc đất chăm lo cuộc sống gia đình, và ngoài quê đã ổn định cuộc sống, đã gặt hái chuối, đu đủ, nho và dưa hấu, tăng cường nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình nông nghiệp. Sau đó anh đã trở về thành phố đô thị, đó là ngã tư quốc tế. Anh lại tiếp tục với cuộc hành trình của anh, đó là xay nước mía để bán cho bà con, phục vụ những người địa phương, nhất là các cháu đi học về. Nếu có khát nước thì cứ đến đây với một ly nước mía được chiết xuất từ đôi bàn tay gọt đũa siêu sạch, lau chùi sạch sẽ cho các cháu uống để cho thanh nhiệt khi mùa hè nắng nóng. Đi học về trời nắng thì cứ tấp vào quán trên mặt đường ngã tư quốc tế. Anh sẽ bán mỗi một ly nước mía như vậy là tùy theo giá thành. Anh có thể thông báo cho các cháu biết một ly nước mía bao nhiêu tiền, thấp nhất và cao nhất không? Thấp nhất là 10.000 thôi ạ. 10.000. Cao nhất 20.000. Là ly to và ly nhỏ. Không đá. Nếu như 20 mẹ ngàn. Nếu như mẹ cho 20.000 thì chia làm đôi cho 2 anh em. Vâng. Mà nếu mẹ cho một đứa 20.000, mỗi đứa 20 và 40 thì làm 2 ly nước mía. Đó, nước mía siêu sạch. Đấy. Để tránh mua, tránh vì hàng nhầm lẫn thì cứ xem mặt anh thật kỹ vào, để đúng nước mía Duy Khang. Đó. Và mía anh gọt như thế này này, để quay cho các bạn xem nó sạch đến mức độ nào. Nó sạch nha, nó tinh khiết làm sao đấy. Phải nói là nó quá sạch, thậm chí cái mía này về mình ăn luôn còn được, không cần phải rửa nha. Đấy, anh đã bán nước mía này gọi như là gần như có thương hiệu, và nhiều người đã uống và quen. Sau đó anh đi về địa phương lo cày cấy, thời gian trông nom đồng áng, và anh đã trở lại, mọi người rất phấn khởi để uống nước mía của anh. Đấy, bà con ngã tư quốc tế có uống nước mía thì cứ nhà có khách chưa chưa mua về bỏ tủ lạnh uống dần nha, uống dần. Và ngoài ra anh có bán thêm đất không quy hoạch nha, loại đất không quy hoạch đang đợi bên trong đó. Đất không quy hoạch, không sổ đỏ. Đất không có sổ đỏ mà đất không quy hoạch, mà được quyền mua đất mang giao tận nơi luôn, đó là đất trồng cây. Đất trồng cây nha, là trồng rau á, chứ trồng cây lâu năm luôn, đất trồng cây lâu năm luôn, đất không quy hoạch nha, để trồng rau. Và anh sẽ đầy đủ, nào là hạt giống nè các bạn, mua đất, sau đó chúng ta gieo những hạt giống tùy thích, lá, nào là bông, hạt giống cải bắp, là cải thia, là rồi cải bẹ nè. Nói chung là rất là nhiều hạt giống nha. Rất là nhiều hạt giống nè, các bạn nhìn xem nào. Đó. Lá tiết tô, đậu thơm, rồi đậu rồng, đậu bắp. Nói chung là cà pháo, mướp, bầu bí, không thiếu cái món gì. Thì ở nhà chúng ta có thể canh tác thêm số lương thực, thực phẩm sạch, siêu sạch để nhà mình được sử dụng ha. Còn đây, phân. Anh đã mua phân và anh đã chiết ra mỗi một bịch như vậy là 1 kg đến 2 kg. Phân ore, phân tiêu, phân đạm, phân hữu cơ. Đó. Cứ yên tâm nha các anh chị nha. Cứ đến tại ngã tư quốc tế giáp quán cà phê 6 tỉnh thì các anh chị được sở hữu các loại đất không quy hoạch và trồng rau rất tốt. Đất trồng cây lâu năm. Đây, ship tận nơi luôn nha. Đây nè. Đất nè, cho cây chuối mô và cây ăn trái nè, đó. Đấy. Cho mùa bội thu nè. Phân bón, và anh sẽ phục vụ cho các bạn ở đâu cứ liên hệ, nhấc máy lên gọi số alo, Zalo em đây. Đây, Zalo của anh Khang. Quán đối diện là 0983 956 106. Chuyên bán hạt giống, rau, phân các loại cho chấu, sơ dừa, đất siêu sạch. Đấy. Để mình quay cái chỗ này để các bạn đến đây là các bạn cứ ghé vào một phát là tấp vào là có cái gương mặt của anh ngay ha.
tiệm tạp hóa có tên là Gạo Huy Quân, chạy trên đường ra khu công nghiệp, ra chợ Forward, và chúng ta sẽ thấy cái cửa hàng của anh tổng chiều dài tới 15 mét, và đây có cái chữ là có bán hạt giống, rau phân, các loại cho cháu sơ dược, đổi ga, đổi nước, nói chung phục vụ từ A đến Z. Đấy. Đấy. Đến mua đâu cũng được, đến anh Khang ủng hộ cho anh, và anh sẽ có nhiều cái kinh nghiệm kiến thức anh chia sẻ cho chúng ta trồng rau tại trên lầu nha, gọi là trồng rau trên không, và có thu hoạch bội thu để phục vụ cho gia đình nhà mình. Rồi các bạn nhớ comment và đăng ký kênh để theo dõi những cái mớ rau bà con mua hạt giống của nhà anh Khang và trồng như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ nó xanh tươi tốt ra sao nha, và đất như thế nào, bao nhiêu một bao, thì sẽ có thông tin chính xác tuyệt đối để các bạn nhắm định hướng để đầu tư sân vườn trên lầu trồng rau khoảng bao nhiêu tiền là đủ ha. Rồi ok, cảm ơn. Hẹn hôm sau mình sẽ làm video giá thành và những loại phân và loại đất và sơ dừa bao nhiêu một bao, để cho các bạn nắm tình hình kinh tế gia đình nhà mình để đầu tư nhá.